38. Phẩm Ba La Mật Đa, lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa vô biên. Phật dạy, như vậy là vì giống như hư không không có giới hạn. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa bình đẳng. Phật dạy, như vậy là vì tất cả pháp tánh đều bình đẳng. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa viễn ly. Phật dạy, như vậy là vì rốt ráo không. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa khó khuất phục. Phật dạy, như vậy là vì tất cả pháp tánh đều chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa không dấu vết. Phật dạy, như vậy là vì không có danh thể. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa hư không. Phật dạy, như vậy là vì thở vào thở ra chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa chẳng thể diễn nói. Phật dạy, như vậy là vì trong đó sự tầm từ chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa không có tên gọi. Phật dạy, như vậy là vì thọ tưởng hành thức chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa vô hành. Phật dạy, như vậy là vì tất cả pháp không đến không đi. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa chẳng thể đoạt. Phật dạy, như vậy là vì tất cả pháp chẳng thể nắm giữ. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa cùng tận. Phật dạy, như vậy là vì tất cả pháp rốt ráo cùng tận. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa chẳng sanh diệt. Phật dạy, như vậy là vì tất cả pháp không sanh diệt. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa không tạo tác. Phật dạy, như vậy là vì các sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa vô tri. Phật dạy, như vậy là vì các sự hiểu biết chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa không rời đổi. Phật dạy, như vậy là vì sự sanh tử chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa không hư mất. Phật dạy, như vậy là vì tất cả pháp không hư mất. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa như mộng. Phật dạy, như vậy là vì tất cả pháp như chiêm bao chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa như tiếng vang. Phật dạy, như vậy là vì năng sở văn thuyết đều chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa như ảnh tượng. Phật dạy, như vậy là vì các pháp đều như cảnh hiện trong gương chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa như bóng nắng, như ảo ảnh. Phật dạy, như vậy là vì tất cả pháp như tướng trạng của dòng nước chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa như sự biến hóa. Phật dạy, như vậy là vì các pháp đều như sự biến hóa. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa như ảo thành. Phật dạy, như vậy là vì các pháp đều như ảo thành. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa không nhiễm không tịnh. Phật dạy, như vậy là vì các nhân nhiễm tịnh chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa không sở đắc. Phật dạy, như vậy là vì chỗ nương của các pháp chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa hỷ luận. Phật dạy, như vậy là vì phá tan tất cả sự hỷ luận. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa không kiêu mạn chấp trước. Phật dạy, như vậy là vì phá tan tất cả sự kiêu mạn chấp trước. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa không chuyển động. Phật dạy, như vậy là vì pháp giới an trú. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa xa lìa nhiễm trước. Phật dạy, như vậy là vì biết tất cả pháp chẳng hư vọng. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa không khởi đẳng cấp. Phật dạy, như vậy là vì tất cả pháp không phân biệt. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa vô cùng tĩnh lặng.
Phật dạy, như vậy là vì đối với các pháp tướng không có sở đắc. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa không tham dục. Phật dạy, như vậy là vì các pháp tham dục chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa không sân nhuế. Phật dạy, như vậy là vì phá tan tất cả sự sân nhuế. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa không ngu si. Phật dạy, như vậy là vì diệt trừ các sự ngu si hắc ám. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa không phiền não. Phật dạy, như vậy là vì xa lìa sự phân biệt. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa xa lìa hữu tình. Phật dạy, như vậy là vì đạt được cái vô sở hữu của các hữu tình. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa không đoạn không hoại. Phật dạy, như vậy là vì đối với tất cả pháp không khởi đẳng cấp. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa vô nhị biên. Phật dạy, như vậy là vì xa lìa nhị biên. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa không tạp không hoại. Phật dạy, như vậy là vì biết tất cả pháp không tạp không hoại. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa không chấp trước. Phật dạy, như vậy là vì vượt qua địa vị thanh văn độc giác. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa không phân biệt. Phật dạy, như vậy là vì tất cả sự phân biệt chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa không phân biệt, không đo lường. Phật dạy, như vậy là vì sự phân chia hạn định các pháp chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa như hư không. Phật dạy, như vậy là vì đạt được sự không ngăn ngại của tất cả pháp. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa vô thường. Phật dạy, như vậy là vì có khả năng vĩnh viễn hoại diệt tất cả pháp. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa khổ. Phật dạy, như vậy là vì có khả năng vĩnh viễn xua đuổi tất cả pháp. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa vô ngã. Phật dạy, như vậy là vì đối với tất cả pháp không chấp trước. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa rỗng không. Phật dạy, như vậy là vì đạt được cái không sở đắc của tất cả pháp. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa vô tướng. Phật dạy, như vậy là vì chứng tướng vô sanh của tất cả pháp. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa nội không. Phật dạy, như vậy là vì liễu đạt nội pháp chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa ngoại không. Phật dạy, như vậy là vì liễu đạt ngoại pháp chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa nội ngoại không. Phật dạy, như vậy là vì liễu đạt pháp nội ngoại chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa không không. Phật dạy, như vậy là vì liễu đạt pháp không không chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa đại không. Phật dạy, như vậy là vì liễu đạt pháp đại không chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa thắng nghĩa không. Phật dạy, như vậy là vì pháp không thắng nghĩa chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa hữu vi không. Phật dạy, như vậy là vì các pháp hữu vi chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa vô vi không. Phật dạy, như vậy là vì các pháp vô vi chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa rốt ráo không. Phật dạy, như vậy là vì pháp không rốt ráo chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa vô tế không. Phật dạy, như vậy là vì pháp không không biên giới chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa tán không. Phật dạy, như vậy là vì các pháp không tản mạn chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa vô biến dị không. Phật dạy, như vậy là vì pháp không không đổi khác chẳng thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa bản tánh không? Phật dạy, như vậy là vì pháp hữu vi và vô vi chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa tự tướng không? Phật dạy, như vậy là vì đạt được tất cả pháp vỉa tự tướng. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa cộng tướng không? Phật dạy, như vậy là vì đạt được tất cả pháp vỉa cộng tướng. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa nhất thiết pháp không? Phật dạy, như vậy là vì biết pháp nội ngoại chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa bất khả đắc không? Phật dạy, như vậy là vì tất cả pháp tánh chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa vô tánh không? Phật dạy, như vậy là vì pháp không không tánh chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa tự tánh không? Phật dạy, như vậy là vì pháp không tự tánh chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa vô tánh tự tánh không? Phật dạy, như vậy là vì pháp không không tánh tự tánh chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa chân như. Phật dạy, như vậy là vì biết tánh chân như chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa pháp giới. Phật dạy, như vậy là vì đạt được các pháp giới chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa pháp tánh. Phật dạy, như vậy là vì đạt được tánh của các pháp chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa bất hư vọng tánh. Phật dạy, như vậy là vì tánh không hư vọng chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa bất biến dị tánh. Phật dạy, như vậy là vì tánh chẳng đổi khác chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa bình đẳng tánh. Phật dạy, như vậy là vì đạt được tánh bình đẳng chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa ly sanh tánh. Phật dạy, như vậy là vì biết tánh ly sanh chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa pháp định. Phật dạy, như vậy là vì liễu đạt pháp định chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa pháp trụ. Phật dạy, như vậy là vì liễu đạt pháp trụ chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa thật tế. Phật dạy, như vậy là vì liễu đạt tánh thật tế chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa hư không giới. Phật dạy, như vậy là vì liễu đạt cảnh giới hư không chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa bất tư nghỉ giới. Phật dạy, như vậy là vì cảnh giới bất tư nghỉ chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa bốn thánh đế. Phật dạy, như vậy là vì liễu đạt bốn thánh đế chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa bốn niệm trụ. Phật dạy, như vậy là vì thân thọ tâm pháp chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa bốn chánh đoạn. Phật dạy, như vậy là vì pháp thiện và bất thiện chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa bốn thần túc. Phật dạy, như vậy là vì tánh của bốn thần túc chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa năm căn. Phật dạy, như vậy là vì tự tánh của năm căn chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa năm lực. Phật dạy, như vậy là vì tự tánh của năm lực chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa bảy chi đẳng giác. Phật dạy, như vậy là vì tánh của bảy chi đẳng giác chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa tám chi thánh đạo. Phật dạy, như vậy là vì tánh của tám chi thánh đạo chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa không giải thoát môn. Phật dạy, như vậy là vì cái không lìa hành tướng chẳng thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa vô tướng giải thoát môn. Phật dạy như vậy là vì hành tướng tĩnh lặng chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa vô nguyện giải thoát môn. Phật dạy như vậy là vì hành tướng vô nguyện chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa tám giải thoát. Phật dạy như vậy là vì tánh của tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa tám thắng xứ. Phật dạy như vậy là vì tánh của tám thắng xứ chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa chín định thứ đệ. Phật dạy như vậy là vì tánh của chín định thứ đệ chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa 10 biến xứ. Phật dạy như vậy là vì tánh của 10 biến xứ chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa bố thí. Phật dạy như vậy là vì bố thí và keo kiệt chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa tịnh giới. Phật dạy như vậy là vì trì giới và phạm giới chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa an nhẫn. Phật dạy như vậy là vì nhẫn nhục và sân nhuế chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa tinh tấn. Phật dạy như vậy là vì tinh tấn và giải đãi chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa tịnh lự. Phật dạy như vậy là vì tịnh lự và tán loạn chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa bát nhã. Phật dạy như vậy là vì thiện tuệ và ác tuệ chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa phương tiện thiện xảo. Phật dạy như vậy là vì phương tiện thiện xảo và không phương tiện thiện xảo chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa nguyện. Phật dạy như vậy là vì pháp nguyện và không nguyện chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa lực. Phật dạy như vậy là vì lực và vô lực chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa trí. Phật dạy như vậy là vì pháp trí và vô trí chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa 10 địa Bồ Tát. Phật dạy như vậy là vì 10 địa và 10 chướng chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa bốn tịnh lự. Phật dạy như vậy là vì pháp bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa bốn vô lượng. Phật dạy như vậy là vì pháp bốn vô lượng chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa bốn định vô sắc. Phật dạy như vậy là vì pháp bốn định vô sắc chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa năm loại mắt. Phật dạy như vậy là vì pháp năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa sáu phép thần thông. Phật dạy như vậy là vì pháp sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được. Hết quyển thứ 296.